Kính chào quý khán giả của kênh Phong thủy may mắn. Như chúng ta đã biết, nhà ở là một yếu tố rất quan trọng liên quan đến đời sống của con người. Một căn nhà tốt về yếu tố phong thủy sẽ đem lại những tài lộc ấm no cho gia chủ. Ngược lại, một căn nhà khiếm khuyết về phong thủy sẽ gây ra những trở ngại, những điều không may trong cuộc sống. Bên cạnh việc xem xét hướng nhà có hợp với tuổi của gia chủ hay không, thì yếu tố sắp xếp phòng ốc trong nhà cũng rất quan trọng, cần phải chú ý. Phong thủy căn nhà cũng giống như một cơ thể, trong đó mỗi bộ phận, mỗi khu vực có những vai trò và chức năng riêng, tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh. Giữa các bộ phận có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, đòi hỏi chúng ta phải sắp xếp hợp lý để tăng cường những hiệu ứng tốt, giảm thiểu tối đa những tác động xấu. Hiện nay, có nhiều ngôi nhà, đặc biệt là căn hộ chung cư, có lối sắp xếp chưa hợp lý, phạm phải các yếu tố, các sát trong phong thủy, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, tài vận trong nhà. Được sự tư vấn của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt, hôm nay Phong thủy may mắn sẽ gửi đến quý vị và các bạn các thế sát trong phong thủy cần chú ý trong nhà. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên thì chúng ta sẽ xét đến vị trí nhà vệ sinh. Mặc dù chỉ là công trình phụ ít được chú ý nên hiện nay có rất nhiều căn nhà đặt nhà vệ sinh sai phong thủy mà gia chủ không hề biết. Nhà vệ sinh đặt tại trung tâm của ngôi nhà. Theo phong thủy, phương vị trung cung thuộc thổ, nhà vệ sinh thuộc thủy. Nếu đặt nhà vệ sinh ở vị trí trung tâm sẽ phát sinh thổ, thủy, xung khắc nhau. Cùng với đó, những tạp khí, uế khí từ nhà vệ sinh sẽ lan tỏa ra các phòng khác. Trung tâm của căn nhà cũng giống như trái tim của con người. Tim bị bệnh sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể của mình. Khi đặt nhà vệ sinh tại trung cung của ngôi nhà, cản trở đến sự phát triển sự nghiệp tài vận của gia chủ không thấy đâu, còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gia chủ, đặc biệt là dễ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch. Nếu nhà vệ sinh đặt tại trung cung của ngôi nhà, cần phải có phương án điều chỉnh tối ưu nhất. Tốt nhất nên mời các thầy phong thủy giỏi tư vấn về vị trí sắp đặt công năng trong nhà trước khi tiến hành xây dựng công trình nhà mình. Còn đối với những căn nhà đã xây dựng hoặc là những căn nhà chung cư, chúng ta sẽ cần có phương án hóa giải hợp lý. Đối với trường hợp này thì thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt thường khuyên gia chủ sử dụng 5 đồng mai hoa dán ở cửa nhà vệ sinh để hóa giải những âm khí, uế khí cũng như là tạp khí từ trong đó gây ra, kết hợp với sử dụng thêm những loại cây cảnh nhỏ, thủy sinh đặt bên trong để hút thanh lọc không khí trong đó. Nhà vệ sinh thì đặt tại cung bản mệnh. Mỗi người có một cung bản mệnh, nói cách khác là cung tuổi. Nhà vệ sinh nằm vào cung bản mệnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người đó như là đau đầu, đau lưng hay ốm vặt, ảnh hưởng trực tiếp tới những người thuộc tuổi đó. Hơn nữa là ảnh hưởng đến tài vận, công danh, sự nghiệp của những người bị VKC phạm vào cung bản mệnh. Do vậy, không nên đặt nhà vệ sinh ở cung bản mệnh của các thành viên trong gia đình. Trong trường hợp nhà vệ sinh đã đặt tại cung bản mệnh của gia chủ, ví dụ như là gia chủ sinh năm 1984, nhà vệ sinh đặt tại phương vị Tý, phương vị Bắc 0 độ cộng trừ 7,5 độ trong nhà, thì cần sử dụng 5 đồng hoa mai dán ở cửa nhà vệ sinh theo sơ đồ hình chữ hình để hóa giải. Nhà vệ sinh nằm tại cung Càn. Trong phong thủy, cung Càn tượng trưng cho trời, là trưởng nam, người đàn ông lớn trong gia đình. Nếu đặt nhà vệ sinh tại cung này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người đàn ông. Khắc ứng khi đặt nhà vệ sinh tại vị trí này thì khiến cho người trưởng nam sức khỏe yếu kém, nhu nhược, không có chính kiến, công việc làm ăn thất bát, không đem lại kinh tế. Trong trường hợp nhà vệ sinh đã đặt tại Càn, ví dụ gia chủ tuổi sinh năm 1984, giáp Tý, cần sử dụng 5 đồng hoa mai dán ở cửa nhà vệ sinh để hóa giải. Nhà vệ sinh đặt cạnh nhà bếp. Khu vực bếp nấu ăn thì rất cần vệ sinh an toàn, trong khi nhà vệ sinh luôn tiềm ẩn sự ô nhiễm. Hai khu vực này không nên quá gần nhau, nhất là cửa nhà vệ sinh đối diện với bếp nấu là đại kỵ. Theo phong thủy, điều này ảnh hưởng không tốt đến người phụ nữ trong gia đình, dễ phát sinh bệnh tật. Hơn nữa, bếp là nơi đun nấu chế biến đồ ăn thức uống, còn phòng vệ sinh là nơi nuôi dưỡng vi khuẩn và không khí bẩn. Nếu cửa đối diện nhau sẽ ảnh hưởng tới vệ sinh, tổn hại đến sức khỏe toàn gia đình. Một điều đại kỵ nữa là nhà vệ sinh nằm trên đầu bếp nấu rất xấu. Trong phong thủy, nhà vệ sinh mang hành thủy, bếp mang hành hỏa, thủy hỏa xung khắc nên khí từ hai nơi này sản sinh lan sang nhau, từ đó dẫn đến loạn khí, khiến các thành viên trong gia đình trở nên cáu gắt, khắc khẩu, cãi cọ nhau. Vì vậy, trong quá trình thiết kế nhà nên tránh sát này. Trong trường hợp nhà đã xây dựng không thể sửa chữa được, phải sử dụng 5 đồng hoa mai dán ở cửa nhà vệ sinh để hóa giải. Nhà vệ sinh nằm ở hướng nam. Điều này có liên quan đến phương vị bát quái, phương nam là ly quái, ngũ hành thuộc hỏa, còn nhà vệ sinh lại thuộc thủy, nhà vệ sinh hướng nam khắc chế hỏa địa.
khắc ứng khi đặt nhà vệ sinh tại vị trí này gây ra sự cãi cọ bắt đầu khắc khẩu giữa các thành viên trong gia đình. Cần sử dụng 5 đồng hoa mai dán tại cửa nhà vệ sinh để hóa giải. Nhà vệ sinh đặt tại cung đào hoa của các thành viên trong gia đình. Theo phong thủy, các tuổi Thân, Tý, Thìn đào hoa tại Dậu, phương vị Tây, Hợi, Mão, Mùi đào hoa tại Tý, phương vị Bắc, Dần, Ngọ, Tuất đào hoa tại Mão, phương vị Đông, Tỵ, Dậu, Sửu đào hoa tại Ngọ, phương vị Nam. Khi nhà vệ sinh đặt tại phương vị ứng với vị trí đào hoa của các tuổi sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình duyên của người đó, kém may mắn trong chuyện tình cảm, lần lần tình duyên dễ bị ế, kết hôn muộn, kết hôn không đem lại hạnh phúc. Do vậy không nên đặt nhà vệ sinh ở phương vị đào hoa của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là phương vị đào hoa của người con gái. Trong trường hợp không thể sửa chữa di chuyển được, sử dụng 5 đồng hoa mai dán ở cửa nhà vệ sinh để hóa giải. Nhà vệ sinh đặt tại cung Văn Xương của thành viên trong gia đình. Theo cổ học, sao Văn Xương là sao chủ quản việc văn chương học thuật của mỗi con người. Sao Văn Xương hộ về đầu óc nhanh nhẹn hoạt bát, và mỗi người theo ngày tháng năm sinh của mình thì được sao Văn Xương chiếu trên những hướng khác nhau. Mỗi người sẽ có phương vị Văn Xương khác nhau. Khi nhà vệ sinh rơi vào đúng phương vị Văn Xương, ảnh hưởng xấu đến việc học hành con cái, không tập trung vào việc học, học hành sa sút, yếu kém, thi cử kém may mắn. Rơi vào cung Văn Xương của cha mẹ ảnh hưởng đến đường công danh sự nghiệp. Do vậy, không nên đặt nhà vệ sinh ở phương vị Văn Xương của các thành viên trong gia đình. Trong trường hợp không thể sửa chữa, di chuyển được, sử dụng 5 đồng hoa mai dán ở cửa nhà vệ sinh để hóa giải. Nhà vệ sinh đối diện phòng ngủ hoặc nhà vệ sinh nằm trong phòng ngủ. Bởi vì đông đất chật, phần lớn các căn hộ chung cư đều có lối thiết kế nhà vệ sinh nằm trong phòng ngủ. Mặc dù tiết kiệm được không gian nhưng lại phạm phải sai lầm trong phong thủy. Nghiêm khắc mà nói thì không hợp vệ sinh. Nhà vệ sinh là không sạch sẽ, cần phải tránh nằm gần kề phòng ngủ, càng không thể sửa thành phòng ngủ. Như vậy, căn bản không phù hợp với yêu cầu vệ sinh thủy hỏa bất dung. Tương tự như vậy, phòng ngủ là chỗ nghỉ ngơi rất cần không khí trong lành. Sẽ rất bất hợp lý nếu bố trí nhà vệ sinh hướng thẳng vào giường ngủ. Điều này không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Nhà vệ sinh là nơi sản sinh ra âm khí, uế khí. Phòng ngủ là nơi cần sự yên tĩnh, sạch sẽ. Cửa nhà vệ sinh và cửa phòng ngủ đối diện với nhau hoàn toàn không tốt cho người trong phòng ngủ. Khí từ trong nhà vệ sinh sẽ lan sang phòng ngủ, khiến cho người nằm trong phòng ngủ đó không được ngon giấc. Giấc ngủ hay mơ màng, ngủ dậy mệt mỏi, lâu ngày dẫn đến đau ốm, bệnh tật. Vì vậy, không nên đặt nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ để đảm bảo đến sức khỏe của các thành viên trong nhà. Còn trong trường hợp bắt buộc, phải sử dụng 5 đồng hoa mai dán ở cửa nhà vệ sinh để hóa giải. Cửa nhà vệ sinh thông với cửa chính. Cửa là nơi tài lộc đi vào, phát tán trong nhà. Một vài thiết kế nhà cửa chính nhìn thẳng vào cửa nhà vệ sinh, điều này rất không tốt trong phong thủy. Tượng trưng cho tài lộc bị thất thoát, sức khỏe người sống trong ngôi nhà đó cũng không được tốt. Cần đặc biệt chú ý sát này khi đưa ra bản vẽ công năng nhà. Trong trường hợp không thể dịch chuyển, phải sử dụng 5 đồng hoa mai dán trước cửa và 5 đồng hoa mai dán ở cửa nhà vệ sinh để hóa giải. Nhà vệ sinh đặt tại cung tài lộc, cung quý nhân của thành viên trong gia đình. Theo quan niệm trong phong thủy, cung tài lộc có vai trò rất quan trọng đến sự thịnh vượng, nguồn tài lộc cũng như là sự thịnh vượng của các thành viên. Đặt nhà vệ sinh tại các cung tài lộc quý nhân của người sinh sống trong gia đình, chặn quý nhân, những người giúp đỡ trong công việc cuộc sống ảnh hưởng đến tài lộc. Nhà vệ sinh đặt tại vị trí tương xung với chủ nhà. Những điều nên và không nên về phương vị của nhà vệ sinh trong phong thủy học truyền thống chỉ ra rằng nó phải nằm ở phương vị hung thì những điều khác rất ít được đề cập tới. Ở đây chỉ ra rằng phương vị của nhà vệ sinh phải tránh xung với nam sinh của nam chủ và chủ nữ trong nhà, vì mệnh nam sinh của gia chủ nam và nữ là yếu tố quan trọng trong phong thủy. Ví dụ như người sinh năm Dậu không đặt nhà vệ sinh ở hướng Tây, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc sức khỏe của gia chủ. Còn trong trường hợp không thể dịch chuyển, phải sử dụng 5 đồng hoa mai dán trước cửa chính và 5 đồng hoa mai dán ở cửa nhà vệ sinh để hóa giải. Cải tạo phương vị không tốt của nhà vệ sinh như thế nào? Nếu như mà anh chị phát hiện ra nhà vệ sinh hiện tại của nhà mình đang đặt tại các phương vị hung họa, điều đầu tiên nghĩ đến là việc chuyển vị trí nhà vệ sinh. Thực tế việc này rất là khó, đặc biệt đối với căn hộ chung cư, về hệ thống kỹ thuật đường ống cấp thoát nước đã cố định cho tòa nhà. Rồi có những nhà vệ sinh đặt tại trung cung của ngôi nhà thì lại càng khó sửa chữa. Trong trường hợp đó, có một số cách để thay thế cải thiện cái sai của nhà vệ sinh, như cải thiện bằng cách đơn giản để thông gió cho nhà vệ sinh là lắp quạt thông gió, đèn WC thường xuyên. Khi mà sử dụng cửa nhà vệ sinh nên thường xuyên đóng, bên trong lúc nào cũng phải giữ cho khô ráo và sạch sẽ. Đừng bao giờ để nhà vệ sinh bẩn, ẩm thấp, cần phải vệ sinh không gian này thường xuyên.
hãy dẹp bỏ những thứ gây bể bộn trong phòng tắm như là giỏ rác đầy ứ, chai lọ hoặc ống kem đánh răng rỗng, đĩa đựng xà bông thì không cần thiết, mỹ phẩm sữa tắm hết hạn sử dụng hoặc là không bao giờ dùng đến. Tất cả những thứ này đều có thể tích tụ năng lượng xấu gây hại cho gia chủ. Các thiết bị và đường ống nước không được để rò rỉ, thất thoát vì nguồn nước cũng tượng trưng cho nguồn tài lộc trong nhà. Di chuyển vị trí không hại hoặc là ở trong nhà vệ sinh, ta mở một cửa sổ cho thông gió. Hơn nữa, mỗi ngày đặt một đĩa ăn màu xanh ở đó và đặt một chậu cây nhỏ, ta mượn màu xanh của cây và đĩa màu xanh để hóa giải không khí bên trong nhà vệ sinh. Sử dụng các vật phẩm phong thủy để hóa giải như năm đầm hoa mai dán ở cửa nhà vệ sinh. Phương pháp này đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rất cao. Tuy nhiên, đồng hoa mai cần phải được khai quang trì chú, xem ngày giờ an vị mới tốt được. Trên đây, Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ với anh chị về các trường hợp nhà vệ sinh đặt sai phong thủy. Nếu có thắc mắc gì, anh chị đừng ngần ngại, hãy để lại bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp. Tiếp theo thì mời anh chị theo dõi các thế sát phong thủy do đặt nhà bếp sai gây ra. Theo phong thủy, nhà bếp là nơi chủ quản tài lộc, đây cũng chính là nơi sau mỗi ngày mệt mỏi gia đình quây quần bên nhau. Bếp có ấm, nhà mới an và giàu sang sẽ đến. Vì vậy, việc đặt bếp thế nào vừa phù hợp với công năng trong nhà, vừa đảm bảo yếu tố trong phong thủy là rất quan trọng. Tuy nhiên, với kiểu kiến trúc như hiện nay thì rất nhiều ngôi nhà đang đặt bếp sai phong thủy mà chúng ta không hề biết. Bếp nằm trên bể phốt hoặc bếp nằm dưới nhà vệ sinh, bếp nằm cạnh nhà vệ sinh. Khu vực bếp nấu ăn rất cần vệ sinh an toàn, trong khi nhà vệ sinh thì luôn tiềm ẩn sự ô nhiễm. Hai khu vực này không nên quá gần nhau, nhất là cửa nhà vệ sinh đối diện với bếp nấu là đại kỵ. Theo phong thủy, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến người phụ nữ trong gia đình, dễ phát sinh bệnh tật. Hơn nữa, bếp là nơi đun nấu, chế biến đồ ăn thức uống, còn phòng vệ sinh là nơi nuôi dưỡng vi khuẩn và không khí bẩn. Nếu cửa đối diện nhau sẽ ảnh hưởng tới vệ sinh, tổn hại sức khỏe đến toàn gia đình. Một điều đại kỵ nữa là nhà vệ sinh nằm trên đầu bếp nấu rất xấu. Trong phong thủy, nhà vệ sinh mang hành thủy, bếp mang hành hỏa, thủy hỏa xung khắc nên khí từ hai nơi này sản sinh lan sang nhau, từ đó dẫn đến loạn khí, khiến các thành viên trong gia đình trở nên cáu gắt, khắc khẩu, cãi cọ nhau. Vì vậy, trong quá trình thiết kế nhà nên tránh sát này. Trong trường hợp mà nhà đã xây dựng không thể sửa chữa được, phải sử dụng năm đầm hoa mai dán ở cửa nhà vệ sinh để hóa giải. Bếp đặt cạnh huyền quan. Huyền quan là khu vực đệm khí của căn nhà, là điểm lọc khí. Khi khí được nạp từ đại môn vào minh đường, có nghĩa là phòng khách, khu vực này được ví như là cổ họng của con người. Nếu cổ họng khỏe sẽ thu được nhiều các khí vào nuôi cơ thể. Khu vực này cần được làm sạch sẽ và sáng rõ, sẽ thu được nhiều các khí vào nhà. Dòng khí tốt được bổ loan hoàn trong nhà sẽ giúp ổn định tinh thần, sức khỏe và tài lộc. Khi đặt bếp tại đây sẽ gây ra bẩn, ẩm ướt, mùi hôi, sắp đặt không gọn gàng sẽ khiến cho phong thủy của cả nhà bị ảnh hưởng, tài lộc thất thoát. Cần tránh trường hợp này. Cửa chính nhìn thẳng vào cửa bếp. Cửa chính nạp khí đi thẳng vào bếp mang hỏa vượng khiến triệt tiêu các khí hoặc làm sát khí càng hung. Bếp là công năng tượng của hòa hợp gia đình, nhìn từ cửa chính xuống bếp ý lộ sẽ khiến hòa hợp gia đình bị soi mòi hạnh phúc, gia đạo bị ảnh hưởng, chủ bại tài, lời nói thị phi. Cửa nhà bếp đối diện với phòng ngủ, bếp là nơi sinh ra hỏa khí lan sang phòng ngủ sẽ ảnh hưởng tới người nằm trong đó. Khi hỏa khí từ bếp lan sang phòng ngủ sẽ khiến cho người nằm trong đó cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau đầu, dễ mắc các bệnh nóng trong, các bệnh liên quan đến gan, mật, thận. Bếp đặt tại phương các bản mệnh chủ nhà. Vị trí bếp tốt nhất là không đặt ở phương vị các bản mệnh của chủ nhà, tốt nhất nên đặt ở phương hung. Hãy lấy cung mệnh của nữ chủ nhà làm chính, tức là tọa sát hướng các là tốt. Đặt ở hướng thiên y, nhiều bệnh, bệnh tật lâu dài, khó tìm được thầy thuốc chữa khỏi. Đặt ở hướng sinh khí, khó sinh đẻ, sinh con bị bệnh đần, không tụ tài. Đặt ở hướng diên niên, khó tìm được ngày tháng kết hôn, vợ chồng bất hòa, đoản mệnh, nhiều bệnh. Đặt ở hướng bản mệnh, tức là phương vị phục vị, đoản thọ, mệt nhọc vất vả, nghèo khó. Bếp đặt ở tầng dưới, phòng thờ thì đặt ở tầng trên. Bếp đại diện cho dương hỏa, sức nóng rất lớn, đặt bên dưới phòng thờ là tối kỵ. Phòng thờ là nơi tâm linh, nơi khấn nguyện thần linh, gia tiên, Phật, cần được thanh tịnh, tránh bị động. Nếu bếp đặt bên dưới sẽ giống như ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Như vậy thì phòng thờ sẽ rất nóng khi khấn nguyện những người đã khuất không thể về, dẫn đến việc thờ tự không còn linh thiêng. Vị trí đặt bếp thuộc càn cung, bếp thuộc hỏa, cung càn thuộc kim, gọi là hỏa đáo kim cung, là hung. Đặt bếp tại phương vị này ảnh hưởng đến người đàn ông trưởng trong gia đình, dẫn đến dễ đau ốm, bệnh tật, dễ mắc các bệnh nóng trong. Bếp đặt tại phương vị tài lộc, quý nhân của thành viên trong gia đình. Mỗi người đều có một cung tài lộc riêng, trong nhà có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cung tài lộc. Cần tránh không đặt bếp tại phương vị này.
cung quý nhân đại diện cho những người giúp đỡ mình. Nhà bếp đặt tại cung này sẽ khiến cho bản thân bị cô lập, ít được sự giúp đỡ từ phía bên ngoài. Khi thiết kế nhà vệ sinh thì không nên đặt tại cung quý nhân, cung tài lộc của bất kỳ thành viên nào trong gia đình, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những mối quan hệ và tài lộc của người đó. Nhà bếp đặt tại cung đào hoa. Cung đào hoa đại diện cho tình cảm, nhà vệ sinh thì nằm trên cung đào hoa của ai sẽ ảnh hưởng về phương diện tình cảm của người đó. Nhà vệ sinh phạm cung đào hoa nếu của người chưa có gia đình sẽ rất khó tìm được người yêu, có thì cũng sẽ chia tay. Phạm vào người đã có gia đình thì dễ có những mối quan hệ mờ ám, vợ chồng cãi cọ dẫn đến chia ly. Trên đây thì Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ với anh chị về các trường hợp nhà bếp, nhà vệ sinh đặt sai phong thủy, khắc ứng của các thế sát và phương án hóa giải. Hy vọng với những kiến thức trên, anh chị có thể áp dụng vào việc thiết kế, bố trí công năng trong nhà, vừa đẹp kiến trúc, hợp phong thủy, ít ảnh hưởng nhất đến tài lộc, sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình để chúng tôi có cơ hội giải đáp, giúp đỡ anh chị. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy và ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.